Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2023 cho hơn 80 học viên là cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công trực thuộc công đoàn các cấp trong toàn thành phố. Các học viên được bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết đối với cán bộ nữ công, chế độ chính sách đối với lao động nữ và kỹ năng đối thoại nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, trao đổi nội dung và phương thức hoạt động của ban nữ công quần chúng tại công đoàn cơ sở, trao đổi về những thuận lợi khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công quần chúng tại doanh nghiệp. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn các cấp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn nói chung, phong trào nữ công nhân viên chức, người lao động nói riêng.